Tam Đảo hiện có trên 5.000 hộ nghèo và cận nghèo, xác định việc quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần đối với hộ nghèo, cận nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hàng năm, các địa phương trong huyện đã tích cực hưởng ứng các hoạt động chăm lo người nghèo, trong đó có thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo. Từ năm 2013 đến nay, tính riêng cuộc vận động Quỹ Ngày Vì Người Nghèo của huyện thu được trên 460 triệu đồng, trong đó đã chi 210 triệu đồng cho hoạt động hỗ trợ làm nhà và hỗ trợ người nghèo ăn Tết. Qua đó, động viên hộ nghèo, cận nghèo sớm vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Thực hiện tháng cao điểm Ngày Vì Người Nghèo năm 2014, từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11, Ban chỉ đạo Ngày Vì Người Nghèo từ cấp huyện đến cấp xã của huyện Tam Đảo đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức thành viên của mặt trận, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức hiểu và ủng hộ với kết quả cao nhất. Coi việc ủng hộ quỹ vì người nghèo vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ để góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Tính đến ngày 10 tháng 11 năm 2014, sau hơn nửa tháng tuyên truyền vận động, các tầng lớp nhân dân của huyện Tam Đảo đã ủng hộ được trên 100 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Việc vận động sử dụng quỹ vì người nghèo hàng năm của huyện đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục giảm. Cụ thể, hộ nghèo còn 6,85%, giảm 2,44% so với năm 2013. Tỷ lệ hộ cận nghèo là 13,23%, giảm 3,23% so với năm 2013. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đời sống kinh tế văn hóa xã hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã từng bước được nâng lên. Người dân có ý thức tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, không ngừng sản xuất phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình và vươn lên thoát nghèo. Mặt khác, cũng cho thấy các dự án chương trình, chính sách của nhà nước, của tỉnh và huyện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo là đúng hướng và đạt kết quả, làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Từ đó xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện mục tiêu, lộ trình giảm nghèo bền vững trong thời gian tiếp theo. Trong cái kết quả thu được trong năm 2014 cũng như các năm trước thì chúng tôi cũng đề cập đến là cái việc quản lý sử dụng cái quỹ vì người nghèo như thế này có hiệu quả nhất. Thì báo cáo là cái quỹ vì người nghèo này của tại các xã thị trấn thì cũng tập trung cho cái việc mà hỗ trợ giúp đỡ những gia đình khó khăn có cái điều kiện để mà phát triển sản xuất, giúp đỡ những gia đình mà sửa chữa nhà cửa, thế rồi là giúp đỡ những gia đình để mà khắc phục những cái rủi ro trong cái cuộc sống, ví dụ như là đi chữa bệnh, những cái bệnh nặng, bệnh mà nan y. Thế còn đối với cấp huyện thì chúng tôi cũng trên cơ sở là cái tình hình của chung của địa bàn huyện, chúng tôi cũng sử dụng cái nguồn vốn, cái nguồn quỹ này đảm bảo theo cái quy định. Để thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo Ngày Vì Người Nghèo xã Bồ Lý và 12 thôn dân cư đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân cùng ủng hộ đóng góp quỹ, chung tay hỗ trợ chia sẻ giúp đỡ đối với người nghèo. Nhân dân cũng đã ủng hộ đóng góp được trên 20 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo năm 2014. Nguồn quỹ hàng năm đã được hỗ trợ kịp thời đến với hộ nghèo, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, xã Bồ Lý chỉ còn 139 hộ nghèo, chiếm 6,13% trên tổng số hộ, giảm 0,6% so với năm 2013. Đối với tháng hành động vì ngày người nghèo, thì Ủy ban xã vận động nhân dân ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo. Đối với cán bộ công chức thì vận động bằng một ngày lương, đối với nhân dân thì vận động ủng hộ 10.000 đồng trên hộ. Thu được cái quỹ vì người nghèo thì Ủy ban xã và ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã là xét cho các hộ nghèo vay để phát triển sản xuất cho hộ gia đình nhằm mục giảm cái xóa đói giảm nghèo. Thôn chúng tôi là cũng là thôn chấp hành mọi các cái loại quỹ đóng góp về xây dựng giao thông nông thôn và các loại quỹ tình nghĩa 27 tháng 7, quỹ ngày vì người nghèo thì báo cáo là chúng tôi là đều cũng đã thu lộc, vận động thu lộc đầy đủ. Với phương châm lá lành đùm lá sách, xã Đại Đình là địa phương luôn đi đầu trong các cuộc vận động
đặc biệt là cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa hàng năm. Sau hơn nửa tháng thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo năm 2014, Ban chỉ đạo ngày vì người nghèo của xã đã vận động nhân dân ủng hộ được hơn 30 triệu đồng, vượt gần 3 triệu đồng so với kế hoạch đề ra. Thông qua cuộc vận động cho thấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư ngày càng được phát huy. Chúng tôi đã làm rõ cái vai trò người dân, người với người sống để yêu nhau. Chính câu đó đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân địa phương đây này. Sau khi triển khai xong, chúng tôi đã có kế hoạch giao cho ban công tác mặt trận dưới thôn về tổ chức họp cái ban công tác ở thôn dưới sự chỉ đạo của đồng chí bí thư chi bộ, chi ủy của thôn đó, bàn bạc nội dung để thực hiện cái cuộc vận động này. Đây là một cuộc vận động hàng năm đối với mặt trận tổ quốc. Song song việc này, sau khi được thống nhất thì thành lập đoàn đến tận gia đình để vận động, trước hết là cũng nói được vai trò của dân đối với cuộc vận động, hai nữa là động viên bà con nhân dân giúp nhau để xóa đói giảm nghèo. Năm 2014 tháng cao điểm vừa rồi, thôn tôi là các ban ngành thể đã phối kết hợp đi vận động quyên góp ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo, thì nói chung là bây giờ là cũng như là nói chung là lá lành đùm lá rách ít thì đùm lá rách nhiều, vì vậy nên là chúng tôi đi vận động là dân là ủng hộ rất là cao, người ta cũng thấu hiểu được rằng là mình đã vất vả nhưng mà còn nhiều người còn vất vả hơn mình, vì thế nên là chúng tôi đi vận động là rất là dễ dàng. Thôn các hộ gia đình trong thôn là đến hộ nào là cũng rất là chấp hành và họ cũng ủng hộ với tinh thần rất là cao. Với gần 15.000 nhân khẩu, trong đó có 87,5% là hộ đồng bào dân tộc, tháng cao điểm về người nghèo năm nay, xã Đạo Trù đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp được trên 25 triệu đồng, vượt 8 triệu đồng so với kế hoạch đề ra. Các tầng lớp nhân dân của huyện Tam Đảo thực hiện tốt tháng cao điểm về người nghèo hàng năm cho thấy nhận thức của nhân dân về tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam đã được phát huy, giúp cho công tác xóa đói giảm nghèo hàng năm trên địa bàn huyện ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Để công tác giảm nghèo của huyện thực sự bền vững và hiệu quả hơn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, trong thời gian tới, huyện Tam Đảo tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, có điều kiện chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.